Thưa quý vị, trong năm 2020, Công an thành phố Đà Nẵng đã đấu tranh hiệu quả với các đối tượng trộm cắp vặt, triệt xóa nhiều đường dây trộm cắp chuyên nghiệp, có tổ chức. Riêng với đường dây trộm cắp xe máy, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu hồi đến 95% tài sản bị mất cắp, bàn giao lại cho người dân. Và càng về những ngày cận Tết Nguyên đán, công tác đấu tranh phòng chống với loại tội phạm này càng được chú trọng hơn nữa. Đây là đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng, 34 tuổi, từ Nghệ An vào Đà Nẵng trộm cắp, bị Công an quận Hải Châu bắt giữ vào cuối năm 2020. Lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của người dân, Hùng dùng đoạn phá khóa. Với thủ đoạn này, đối tượng khai nhận, từ năm 2019 đến thời điểm trên, đã thực hiện chót lọt 13 vụ trộm cắp xe máy. Đáng chú ý hơn, sau khi trộm cắp, Hùng đã tinh vi vận chuyển số tang vật này vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, hòng tránh sự phát hiện của công an. Khi trộm xong thì các đối tượng này nhanh chóng mang ngay ra bến xe trung tâm thành phố để chuyển vào cho bến xe miền Đông cho những đối tượng khác trong cái nhóm các đối tượng này để tiêu thụ. Và qua cái công tác đấu tranh chuyên án thì khó khăn đối với lực lượng công an là sau khi các đối tượng trộm xong, đối tượng nhanh chóng chuyển ngay vào phía nam thì tại bến xe miền Đông thì có đồng bộ các đối tượng tiếp nhận và đi rã ra đi tiêu thụ các nơi, cho nên cái công tác thu hồi nó rất là khó khăn. Trộm cắp tài sản là loại tội phạm không mới nhưng lại chiếm tỷ lệ cao từ 80 đến 85% trong cơ cấu tội phạm và thường gia tăng trong dịp cuối năm. Đáng chú ý, loại tội phạm này ở Đà Nẵng khi manh nha hoạt động đều bị phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ kịp thời. Nhờ đó, trong những năm qua, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và thu hồi nhiều tang vật, hoàn trả lại 95% tài sản bị mất cắp, trao trả lại cho nhân dân. Qua thống kê thì chúng tôi thấy rằng số đối tượng phạm tội trộm cắp thì chủ yếu là những đối tượng không có công an việc làm, tập trung ở lứa tuổi từ 18 đến 35, 40. Cái số này là thường là ăn chơi leo lỏng, không có việc làm, cho nên là nảy sinh ý định trộm cắp. Thì chỉ có một số trường hợp nhỏ là cái số có nhắc thời thì cũng có số nhỏ. Trong cái đợt tổng ra quân này thì những cái kế hoạch sẽ quyết liệt hơn, diện đối tượng sẽ rộng hơn. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn, qua rà soát trước, đã chuẩn bị kỹ, thì cũng sẽ phá một số chuyên án và cũng đã xử lý nghiêm khắc hơn đối với những đối tượng phạm pháp hình sự để mà lập lại cái trật tự. Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, Đà Nẵng hiện đang có khoảng 47.000 camera an ninh. Đây là những trợ thủ đắc lực để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng trộm cắp. Thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục triển khai dự án lắp đặt camera an ninh với số lượng lớn để phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là dịp cuối năm.